Thường và chức năng thì tôi cảm thấy là có một cái không khí rất là sôi nổi, và tất cả các gian hàng thì được bố trí rất là đẹp, và đặc biệt hơn là cái hội chợ triển lãm này sẽ làm cho người dân Việt Nam biết nhiều hơn về thực phẩm chức năng, và họ sẽ hiểu rất rõ về cái việc mà phải bảo vệ sức khỏe của họ như thế nào. Tôi cũng cảm giác là ngày hôm nay thực phẩm chức năng đã được xã hội hóa, và suốt hơn 10 năm vừa rồi sản phẩm Vision mang lại rất nhiều những cái lợi ích, những cái hiệu quả cho tất cả người tiêu dùng Việt. Gian hàng Vision ngày hôm nay tôi nhìn trang trí rất hiện đại, rất hoành tráng và rất bắt mắt. Và năm nay có rất nhiều sản phẩm mới, có rất nhiều công ty mới đạt được những chất lượng vàng, từ đó nó lên sự phát triển. Đến công ty Vision thì rất là vui và chúng tôi rất hân hạnh đó là một trong hai tài trợ vàng của triển lãm chức năng lần thứ ba ngày hôm nay. Rất là nhiều người dân Sài Gòn và các tỉnh lân cận đã chờ đợi cái ngày hội chợ triển lãm quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh lâu lắm rồi. Thực phẩm chức năng ngày hôm nay đã vào đời sống người dân Việt Nam, và những ngày hội như này họ rất chờ đợi. Hôm nay những người dân và các doanh nghiệp thực phẩm chức năng đến chợ triển lãm này rất háo hức, và họ muốn đến đây để trình diễn và gửi đến thông điệp về thị trường tuyệt vời về những thực phẩm chức năng. Công ty luôn luôn muốn đem những cái sản phẩm tốt nhất để đến cho người tiêu dùng, để hiểu được những cái giá trị về mặt sản phẩm để bảo vệ cho chính sức khỏe của mình. Về gian hàng của Vision thì thực sự là tôi rất là tự hào, bởi vì nhiều năm nay triển lãm quốc tế thực phẩm chức năng tại Việt Nam thì gian hàng của Vision đều là gian hàng chính nhất giữa hội chợ triển lãm, và tôi rất tự hào là công ty Vision luôn luôn là đứng đầu về chất lượng sản phẩm và niềm tin đối với người tiêu dùng, và điều đó nói lên là gian hàng của công ty Vision rất trang trọng và được người khách tham quan đón chờ.
nhiều thông điệp mong muốn ban tổ chức và công ty Vision phải làm nhiều hơn nữa để cho đáp ứng cái mong muốn của người dân Việt Nam cho sức khỏe. Những gì mà các cái sản phẩm và cái hoạt động của công ty Vision đáp ứng cho người dân những năm qua là vô cùng có ý nghĩa. Và chưa hết, người dân Việt Nam hiện nay là 90 triệu dân, nhu cầu về sức khỏe còn rất lớn, rất bao la. Điều đó nói lên là nhiệm vụ đòi hỏi về ban tổ chức của Hiệp hội Thực phẩm Chức năng phải làm nhiều hơn nữa và công ty Vision cũng phải làm nhiều hơn nữa để xứng đáng với vai trò tiềm năng của thực phẩm chức năng đối với người dân và xứng đáng với thương hiệu của Vision đối với thực phẩm chức năng nói chung tại Việt Nam và đối với những người tiêu dùng tuyệt vời tại Việt Nam. Các bạn biết, sức khỏe đó là những tài nguyên quý giá nhất của mỗi con người và của quốc gia. Tôi rất mong công ty và ban tổ chức ngày càng giúp cho người Việt Nam hiểu rõ hơn và các tổ chức như tôi sẽ làm lấy thế này. Xin cảm ơn và xin chúc tất cả chúng ta có sức khỏe mỹ mãn.